Thì giờ hiện giờ như ngày xưa giờ mình xài cũng rất là nhiều dòng, nhưng mà thiên riêng 3 năm nay là mình xài về bên cái anh Funo là mình thấy là ok. Hơn nữa được cái là cái đội ngũ chung anh em nhiệt tình, ơi là có, nói cho nhà nông mà làm có nhiều cái như kỹ khoa học kỹ thuật mới thì mình chưa, kinh nghiệm mình có nhưng mà mình chưa có bắt nhịp được. Thì nhưng mình cũng nhờ cái đội ngũ của anh em Funo mình xuống cũng hỗ trợ, nói chung là cái vụ mùa nó mình thấy nó ok. Thì hôm nay mình đi xuống thăm một cây vườn giai đoạn 40 ngày sau khi tắt điện của vườn kim cương. Bệnh là cái này là đang ok. Đấy, nói chung là mình điều tiết được phân nước này kia nọ là nó ok rồi. Bây giờ mình chỉ có ví dụ giờ như mình đi cái phân loại nào hay là mình đi thuốc gì đó, mình đi trong 3 ngày 5 ngày thì mình kiểm tra mức độ là từ lúc mình chưa đi tới lúc mà mình đi rồi thì mình coi cái mức độ phát triển nó như thế nào, nó có ok theo cái kinh nghiệm mình trải qua rồi. Bên cái phân của Funo này thì nó chú cũng xài được sử dụng được 3 năm rồi, trong này thấy nó ok. Lúc đầu khi mà cái cây là nó tầm khoảng nửa tháng 20 ngày á, bén nó đều lên tương đối rồi, là lúc đó là chú đi thấy cây nó tương đối phát triển đều là cái bộ đã hoàn thiện rồi đó. Bắt đầu chú xài cái thằng ba thằng 20 nè. Khi mà chú xài là cái cây nó nói chung là cây lá nó rất sạch, đồng ý là mình vẫn có thuốc đi kèm, nhưng mà trong quá trình mình xài cái phân đó là mình thấy nói chung là cái cây nó mập, lá nó đều, nó đẹp, nó to, cây mập này nè, lá nó đều lắm, chứ nó không có phải là ví dụ nó bị vàng bị đồ này kia nọ. Bây giờ cái sản phẩm mà ba thằng 20 này bên Funo thì mình chú thấy là cái giai đoạn mà cái đây mình nói là cái tầm giữa của nó 40 ngày thì chú đang vẫn còn đang xài cái thằng 3 thằng 20. Nhưng mà cái này thì theo chú khoảng tầm một đợt đi 3 cái 20 nữa thì chú sẽ đưa vô thêm cái thằng 15 năm 40, tại vì chú đấu thêm á. Thì là cái giai đoạn đó là coi như là bắt đầu nó cũng muốn gần có vấn đề về nó. Dạ, mình muốn dưỡng cái độ nó to hơn, nó đều hơn. Chung lấy có sẵn hết rồi, giờ chỉ có chờ tới ngày rồi mình đi xong cái này, cái liều này. Tại lúc nào cũng trong trại mình vẫn là thủ phải sẵn những cái dòng phân coi đó. Cũng trong cho công ty cứ giữ cái chất lượng của nó, cái sản phẩm mà nó cứ đều như vậy là nhà nông người ta ok. Nếu mà cho chú cảm nhận thì vẫn tin tưởng chú vẫn xài cái Funo là anh có nói thiệt ra luôn, nói này mình chia sẻ sau này bà con mà ví dụ như mình cũng không có phải là mình quảng cáo mà mình nói về cái vấn đề là nó đúng thực tế. Dù mình xài bên cái anh Funo này có cái lợi nhất là phân là nó cái chất lượng thì nói chung 3 năm nay thì nó cũng không có thay đổi gì đâu, nó vẫn ok như cái ngày mình bắt đầu mình xài 1-2 vụ là mình theo tới giờ đó là nó ok. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa về cái đội ngũ anh em nhân viên mà nó là không thể chê được, ới là có cái lúc nào mà đã khái là nhà nông cần cái gì anh em hỗ trợ thêm, ví dụ tôi yêu cầu đo giùm tôi pH hay là đo OC đo trong đất này kia nọ, trong đội ngũ anh em thì nó quá nhiệt tình rồi, cũng có chỉ cho chị em rồi anh em rồi. Nói chung là hồi đầu thì người ta cũng chưa có tin lắm, khi người ta đã xài thử 1-2 lần thì thấy là vấn đề nó ok. Bên công ty Funo đang có chương trình ưu đãi tri ân khách hàng, rồi mua 6 bao Cytobay bất kỳ được tặng 1 bao Cytobay. Thì chú thấy cái chương trình này ra thì đối với nông dân mình thì thế nào? Nếu mà như công ty mà có được cái suất ưu đãi đó thì nói chung là cũng một cái nguồn động viên cho cái giới nhà nông tụi chú.